Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị tiếp tục truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, Bình Dương và 4 đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Tháng 3 năm 2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội, bà Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín danh dự của 10 cá nhân. Bên cạnh đó, để tăng độ tin cậy cho những phát ngôn, bà Nguyễn Phương Hằng còn mời ông Đặng Anh Quân, tiến sĩ luật, giảng viên đại học cùng tham gia livestream.